Hello, chào mừng mọi người đến với trận chung kết cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, trận chung kết đôi nam nữ. Phía bên trái màn hình trên trang phục áo cam, cặp đôi đến từ Thái Lan. Một đối thủ của họ trên trang phục áo trắng, cặp đôi đến từ Indonesia. Tay vợt nam áo cam này thì hôm qua vừa mới thi đấu ở trận bán kết đôi nam bị thua, nhưng mà anh ta vẫn vào chung kết ở đôi nam nữ. Hello anh em, có anh em nào nãy giờ xem, có anh em nào nãy xem live stream trước của Hùng không? Xin chào mọi người nha, chúng ta lại chào nhau cái nào, bắt đầu một live stream mới. Em chào anh Cương Quyết nha. Có anh em nào vừa từ live stream trước nhảy sang đây không ạ? Anh chào Dũng Hoàng nhá, cảm ơn em giúp anh chia sẻ live stream. Xin chào anh Ngọc Thành. Ok, lên 93 người xem rồi. Cùng nhờ mọi người nốt Hùng lần này, chia sẻ nốt trận đấu này nào. Đây là trận đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Phục vụ anh em nốt trận ngày hôm nay về nghỉ ngơi nào. Live stream nói chung Hùng đi quay giải gần tuần nay rồi. Trận đấu bắt đầu điểm không đều. Đôi phía gần màn hình là cặp đôi đến từ Thái Lan. Tỷ số 1-0, 1-0. Ok, em cảm ơn anh Hùng Lê đã ghi nhận sự cố gắng của Sport Hùng.
anh Ali Hoàng Dương nhá. Tôi còn mỗi live stream cuối, anh em nào muốn chào sớm Bắt Hùng, anh em comment 2 nào để sớm Bắt Hùng chào lại cái. Lâu lâu nữa chúng ta cũng mới lại gặp nhau trong những live stream sau. Anh em yên tâm là lâu lâu nữa anh em mới được xem live stream của Hùng. Ok, cảm ơn anh Bùi Việt Phương, chào anh Bùi Việt Phương, chào anh Nguyên Trần. Chào anh Văn Phạm nhá. Cảm ơn anh Văn Phạm chưa chia sẻ. Điểm số 4-1 cho Thái Lan. Thì uống tí nữa va vào nhau. 5-1. Em chào anh Phương Hoài Nam, xin chào Ken Vinvo, xin chào anh Thế Văn nha, xin chào anh Bảo Bình. Xin chào anh Ngọc Thanh. Anh Ngọc Thành. Trận hay quá. Nữ của Thái Lan nay như vừa vô địch đôi nữ đấy. Điểm 3-4, phát bắn lên còn bốn đều. Em chào anh Văn Luật Bùi nha. Điểm số 5-4. Indo phát xấu quá, phát mấy quả thế rồi đấy. Hello anh, trận chung kết đôi nam nữ giữa cặp đôi của Thái Lan, cặp đôi phía gần màn hình và đối thủ của họ là cặp đôi đến từ Indonesia. Hay quá, nguy hiểm các em. Nữ này vừa vô địch đôi nữ anh em nhá. Quá hay. Nữ Thái đánh khéo lắm. Rồi không qua. Rồi 6 đều. Lưới tay lét ra
thuê cái đội kia in in bằng Fedex này. Điểm 76. Ui. Phải ngắn thế. Quá hay, nói chung là nữ thải đánh hay. Nữ thải đánh hay hơn. Hello anh Duy Lê, lại định vào bắt kèo em tiếp kìa. Em chỉ cổ vũ idol của em nên là em bắt kèo chơi thôi nhá. Đừng có gạ em nữa. Điểm số 16 cho Thái Lan. Và bấm cầu hơi vội của tay vợt Nam Indo. 116. Trận đấu thứ nhất điểm 16 và 116. Xong rồi, chết. Ui, quả bất ngờ thế nhở, rất tiếc là hơi ngoài một chút. Dẻo thế. Ok, em chào anh Cải Bắp nhá.
Hello anh cơ chủ nhỏ. Tây Nam đánh rồi anh ạ. Đây là trận chung kết cuối cùng rồi. Tục là những điểm số được cặp đôi Indonesia ghi. Em có phong trào quá nhỉ. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ nhất. Điểm 11-13, 14-11 cắt dây rồi. Tay rất nhanh. Quả đấy là phát lực của tay rất là gọn thì nó mới không bị vào lưới. Này khi áo Felix ở chợ, áo kia là áo của tháng nào ở chợ. 15-11. Hay thế nhờ. Mười sáu mười một. Chặt kia thì khách giả như kiểu du ngủ, bây giờ chặt đến mua không quái thì đẹp, vô mùi đấy.
12, 16, 13, 16. Ôi! Bổ, ôi bổ luôn. Ôi hay thế nhỉ. Xong rồi. 17 13. Bảy mười ba ào tám mười sáu thì hay quá. Support đồng tụt pin này anh em ạ, mệt quá. Mười bảy mười tám hay quá. Ok, xin chào Nguyễn Hảo nha. Căng nhờ 18 đều. Anh em cứ chia sẻ live stream với cả
tương tác với Sport Hùng là pin nó lên ngay. Căng quá, xem này căng. 19-18. Người ta đang phát cầu, mấy ông hô làm cái gì, ảnh hưởng đến vận động viên. Dẫn khá sâu, nhưng mà sau đó tí thì bật kèo. Vẫn còn nhé mọi người xem đi. Thái Lan mới thắng có một set thôi. Thì cái cô đấu ở Tao City đi ấy, mấy ông bà kia chưa chắc nhận. Thế là bây giờ phải bên kia nhận thì tao đi được. Cần tôi chỗ tao đi cho tao đi thôi, chứ ông giáo sư tao sơ đồ thứ hai điểm số 1-0. Ngoài
phát cầu cao tay. Điểm một đều. Chiến hay quá. Ui! Pha bóng cho ảo diệu nhưng rất tiếc là ra ngoài một chút. Điểm số set đấu thứ hai là 2-2 nha mọi người. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi áo cam đến từ Thái Lan thì chiến thắng 21-19. Điểm 2-2. Thì rất hay. Ôi. Quả thế nhờ. Điểm 3-2. Cơ hội tấn công. Tiếp cầu ngoài. Điểm số 5-3.
là cầu không qua. Điểm số 5-6. Chắc 2 điểm 5-6. Rất nhanh. Pha quân bình tỷ số của Bao Giờ. Indonesia đã đi đứt. Nhiều vượt qua không biết chọn cây nào anh em. Điểm 7 đều. Sở Quốc Hùng cũng không hiểu trọng tài bắt lỗi gì anh em ạ. Có anh em nào rõ tình huống vừa rồi tại sao đội Thái Lan lại mất điểm không? Indonesia!
89. Hay quá. Điểm 9 đều. Căng phết. 19. Bung cầu. Hay thế nhỉ? Wow. 19. Số 119. Tay trái đâm ra nhiều khi không quen, đối thủ cũng không quen tay đưa cầu. Rồi xong. Yeah.
11. Cả hai chứ bạn, 80% nam thôi được. Nữ đánh lòng là đánh thứ hai. Nữ đánh trên cũng quyết định nhiều lắm. Điểm số đang là 17-11 cho Thái Lan mọi người ạ. Cầu chuyên nghiệp cho dù đúng kỹ thuật nhưng nhiều khi vẫn dính chấn thương. Theo nguyên nhân thì nhiều khi là do cường độ cao quá. Cường độ cao quá nhiều khi mình kỹ thuật đúng nó cũng thành sai. Lực nó thừa quá nó tác động vào khớp. Chung là thi đấu đỉnh cao thì dễ bị chấn thương lắm. Cho dù là đúng kỹ thuật nhé. Chúng ta cùng thưởng thức những đường cầu cuối cùng của giải đấu năm nay nào. Rồi. Hay. Hay. Rất chính xác vẫn còn. Chém. Lửng rất hay.
tay vợt nữ của Thái Lan giành 2 huy chương vàng. Support Hùng cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Support Hùng trong suốt giải đấu. Chúc mọi người sức khỏe, chơi cầu càng ngày càng hay và càng tiến bộ. Và khi nào Support Hùng live stream thì mọi người nhớ vào xem ủng hộ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người tại những live stream tiếp theo. Đúng rồi em ơi, nữ Thái đánh với bà Thái cocktail.